Nguy cơ lây nhiễm COVID-19 từ các nước vào Việt Nam rất lớn, trong khi vẫn còn địa phương lơ là chủ quan. Thưa quý vị, đó là nhận định của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới diễn ra sáng nay. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị các địa phương luôn sẵn sàng cho những tình huống xấu có thể xảy ra. Nếu phát hiện dịch bệnh càng nhanh thì việc khoanh vùng dập dịch sẽ càng nhanh. Đồng thời, Bộ trưởng cũng lưu ý nguy cơ lây nhiễm ở các cơ sở y tế là rất cao. Vì vậy, không nên lơ là, kể cả công tác giám sát COVID-19 xâm nhập từ bên ngoài. Tại hội nghị, ngoài việc triển khai kế hoạch thu dung điều trị người bệnh COVID-19 trong tình hình dịch lan rộng, các đại biểu ở các điểm cầu được hướng dẫn khoanh vùng cách ly xử lý dịch COVID-19. Hiện nay, mặc dù đã qua 83 ngày không ghi nhận ca mắc lây nhiễm trong cộng đồng, nhưng nước ta vẫn ghi nhận các ca nhập cảnh được cách ly ngay. Cơ bản, các ổ dịch đã được kiểm soát, các hoạt động kinh tế xã hội về cơ bản đã trở lại như trước thời điểm dịch bệnh bùng phát lần thứ hai. Cả nước đang khẩn trương thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế.